đùng đi qua khỏi cái bao tử sống thì chào anh em nhá. Mang lên nhà ông Vinh ông làm thịt mất. Lại tiếp xem cái nữa. Chào anh em nhá. 9 giờ tối ôi 10 giờ kém rồi. Ngồi từ tối đến giờ mới lại làm được một cái nữa cho một học viên nha. Đây anh em tôi là đang ăn mận uống nước lọc phục vụ anh em này. Đó. Chào nó cái chào anh em các em mập. Tiền mập. Đây. Đó. Cái này vẫn là chương trình tối hôm qua đấy các bạn ạ. Do ban ngày làm dữ quá, ban đêm mới có thời gian để phục vụ anh em đây. Nha. Ban đêm phục vụ anh em thời Covid đây. Ừ, chào em, chào Quốc Văn. Chào Minh Phụng nhá. Chào mọi người nhá. Ừ, chào con chó con. Chào mọi người. Chào mẹ em không hiện ra. Đây, ngồi từ tối giờ đây các bạn ạ. Đây. Có bác nào muốn đến đam mê công nghệ thì vào đây. Có cái ông nào lúc nãy bảo là biết hôm qua em không lên đó. Hôm nay lên đi. Ngồi từ tối giờ đây. Chưa xong đây. Bây giờ mới ngồi từ lúc 7 rưỡi à. Mà lúc 7 rưỡi bây giờ mới xong này. 6 rưỡi. Bây giờ thì 6 rưỡi. Giờ mới xong được cái thêm một cái bộ kiểm tra SCU hệ thống khóa thông minh cho anh em đây ạ. Đây. Thì các bác để ý này. Thứ nhất là cái này á thì cũng không phải làm để kinh doanh buôn bán gì hết nha. Mục đích là làm để hỗ trợ anh em nào cần thôi. Với lại cái này là lỡ hứa với 20 anh em rồi nên là làm, nên là tiện thể đây hướng dẫn anh em luôn. Cái thứ nhất là các bạn muốn làm được cái này thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái hộp. Chuẩn bị một cái hộp nhựa. Thứ hai là anh em chuẩn bị là ba cái rắc smart cây dành cho ba hãng. Em đấu đi. À. Thì khi anh em chế được cái này rồi thì chúng ta sẽ phục vụ được ba loại SCU nha. Chào Đăng Khoa nha. Chào Ngọc Sơn nha. Chúng ta phục vụ được 4 đời xe nhưng mà 3 hãng. Đó, bao gồm là Honda, Suzuki, Yamaha. Đó. Thì hiện tại thì Honda thì hỗ trợ được 2 đời. Đời 2 rắc với lại đời 1 rắc. Còn Yamaha với Suzuki thì hỗ trợ giống nhau. Đó. Thì trước tiên để làm được cái này thì anh em cũng những anh em nào mà đã học qua phun xăng điện tử rồi, có tài liệu, có sơ đồ rồi thì anh em cứ thế mà làm thôi nha. Trước khi mà chúng ta làm thì chúng ta cứ lựa các dây tín hiệu, các dây quan trọng theo cái từng chân IC như thế này. Tôi lấy ví dụ là chẳng hạn như là chân số 1, đây tôi lấy ví dụ đây là của da cho nên ít dây tôi hướng dẫn cho dễ này. Số 1 là sinh nhan thì chúng ta dùng 1 dây. Số 2 mát nguồn chúng ta cho vào bình. Số 3 là công tắc chống ngang bỏ không dùng. Số 4 là đèn cái kèn kêu dùng. Số 5 bỏ, số 5 là tín hiệu Kalai bỏ luôn. Số 6 là nguồn sau khóa dùng. Số 7 là xi nhan bỏ bởi vì dùng một dây xi nhan được rồi. Số 8 là tín hiệu kiểm tra smart cây bằng cách là cái tín hiệu này tín hiệu kiểm tra con SCU nó cấp điện đến cái chốt từ ha, là chân số 8. Dây nâu là nguồn sau khóa là cấp điện đến con SCU khi chúng ta mở khóa. Số 10 là cái đèn cái tín hiệu đèn báo cho chúng ta biết smart cây có báo lỗi hay không. 11 là cái công tắc đánh thức. 12 là nguồn trực tiếp. Đấy, chúng ta sử dụng chỉ những cái dây quan trọng thôi ha. Thì khi anh em mà có được cái này rồi thì chúng ta làm chìa khóa thông minh nó tương tự giống như anh em làm trên xe ha. Chúng ta ha. Rồi thì ví dụ như mà chúng ta kiểm tra đầu tiên á. Cái đầu tiên như chúng ta muốn kiểm tra thì cái đầu tiên chẳng hạn như bây giờ đây là chế độ là gọi là tìm xe đó, thì có nghĩa là con SCU này còn điều khiển được xi nhan, chế độ báo động đó, con SCU nó còn hoạt động cái chế độ báo động đó, rồi cái chế độ on off đó. Thì ví dụ bây giờ chúng ta màu xanh, chúng ta nhấn vào đây thì cái này là cái để đánh thức cái con này để cho con này nó điều khiển cái chốt từ. Thế vậy thì bây giờ tôi lấy ví dụ đi,
Tôi lấy ví dụ đi, một chiếc xe vào trong tình trạng là không mở được núm khóa. Thì vậy thì bây giờ anh em muốn biết được là bị cái con SCU hay là bị cái núm khóa. Được chưa? Vậy thì bây giờ chẳng hạn như anh em nghi ngờ bị cái SCU, thì bây giờ anh em cứ gắm lên cái mô hình này. Chúng ta có thể kiểm tra được bằng cách như sau: chuyển cái chìa khóa về màu đỏ này, à về màu xanh này, thì chúng ta nhấn vào cái nút xanh này là công tắc đánh thức nút đề này. Đó, nhấn vô. Thì nếu như chúng ta nhấn vào đây mà cái tín hiệu chốt từ này nó sáng lên thì có nghĩa là lý do mà chúng ta không mở được núm khóa là do bị kẹt núm chứ không phải là do hỏng SCU. Còn nếu trường hợp ngược lại, chúng ta dùng cái cục này, chúng ta nhấn vào đây mà đèn này nó không sáng. Không sáng thì có nghĩa là cái con SCU nó đã bị hỏng cái mạch là mở chốt từ. Đó, đơn giản vậy thôi. Vậy thì bây giờ tôi lấy ví dụ đây, tại sao cái này hai đèn đúng không? Thì bây giờ bên này là một cái của Honda, một cái là của Gia. Bởi vì hệ thống của nó có khác một chút, cho nên là anh em phải làm hai bóng, một bóng là kiểm tra Gia, một bóng kiểm tra Honda. Hiểu không? Giờ bây giờ tôi nhấn thức này, tôi đánh nè. Rồi, đó. Thì khi chúng ta đánh thức vậy, chúng ta mở khóa lên. Rồi, được chưa? Đèn báo khóa tắt giống như trên xe. Đây là nguồn sau khóa, tức là cái nguồn này nguồn trên xe, giống như cái đèn mo, đèn báo mo vậy đó. Được chưa? Còn cái đây là cái tín hiệu chốt từ đó, cái con SCU này nó đang điều khiển chốt từ hoạt động, mở, chế độ mở. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta tắt chìa khóa. Thì khi chúng ta tắt chìa khóa thì trong vòng khoảng từ 3 đến 5 giây tùy theo xe, nó sẽ đủ thời gian, nó sẽ lốc. Khi nào nó tự lốc thì là cái chốt từ này chúng ta không xoay được. Hoặc là tôi lấy ví dụ tôi tắt bằng cái chìa, tôi tắt rồi bắt đầu nó sẽ lốc. Đó, thì có nghĩa là con SCU nó đã ngắt điện của cái chốt từ rồi, thì bây giờ chúng ta không thể mở được núm khóa. Anh em hiểu không nào? Đó, đơn giản như vậy thôi, được chưa? Rồi, còn ví dụ như vậy, tôi lấy ví dụ đi, chẳng hạn như mà các bạn có cái máy để lấy mã ID rồi, nhưng mà bây giờ các bạn không có xe để chúng ta làm chìa. Thì bây giờ tôi lấy giả dụ đơn giản, tôi lấy ví dụ nhé, đây là một cái chìa mới. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta muốn thêm chìa thì chúng ta bật công tắc này lên. Đó. Thì bây giờ tôi lấy ví dụ mã số của chúng ta là 1234. Thì bây giờ mã số 1 các bạn nhấn vào đây một cái này, ví dụ là nhấn lên rồi. Đèn báo khóa sáng lên. Rồi tôi lấy ví dụ số 1 nhấn vô một cái. 1. Đó là nó nhập số 1. Còn tôi lấy ví dụ như bây giờ sau khi đèn nó chớp rồi đến số 2 thì tôi nhập vào đây hai cái. 1 2 rồi cho đèn chớp cái. Đó, ví dụ như vậy. Đó, và cứ thế tiếp tục các bạn nhập đủ cho tôi 9 số. Sau khi các bạn nhập đủ 9 số, nếu cái đèn này sáng lên thì có nghĩa là chúng ta nhập mã chính xác và cái mã mà chúng ta lấy ra tương ứng với con SCU này. Còn nếu chúng ta nhập mã xong mà đèn này không sáng, đèn này nó tắt luôn, thì có nghĩa là chúng ta nhập mã sai hoặc là con SCU bị lỗi cái phần nhập mã. Được chưa? Chúng ta thực hiện hai lần mà không được là biết ngay là có liên quan đến mã rồi. Ok chưa? Đó, cho nên là đây là cái phương pháp làm thủ công trực tiếp bằng mô hình, rất là đơn giản anh em ha. Đó, hoặc là tôi lấy ví dụ như này, tôi cài đặt cái dòng Yamaha này. Đây các bạn nhìn nha. Đây là con SCU của Yamaha. Được chưa? SCU của Yamaha. Rồi. Bây giờ tôi muốn kiểm tra cái tiếng này thì các bạn nhìn đây nhá này. Đó, cũng chốt từ hoạt động này, của Gia là bên phải, Honda là bên trái. Đó, chốt từ hoạt động này. Đèn báo khóa sáng. Rồi chúng ta mở khóa lên. Được chưa? Đó, trên xe có điện này. Hệ thống chốt từ của Yamaha thì nó khác với Honda này. Honda là khi chúng ta cái chốt từ là luôn luôn mở khi mà, tức là luôn luôn được SCU cấp điện. Còn đối với của Gia thì chốt từ được con SCU chỉ cấp điện trong vài giây rồi tắt. Rồi, khi chúng ta tắt khóa đi thì chốt từ lại có điện để cho chúng ta xoay ngược khóa lại. Sau vài giây chúng ta sẽ tự bị lốc. Khi bị lốc rồi thì không thể mở khóa. Được chưa? Vậy thì bây giờ anh em muốn kiểm tra kèn này, chúng ta bấm vào đây này. Đó, các bạn thấy kèn kêu và xi nhan nhá. Rồi bây giờ tôi muốn tắt tiếng đi này, tôi muốn tắt cái tiếng âm thanh này đi ha. Tôi tắt đi này, thì tôi nhấn vào đây, tôi cài đặt này. Nhấn một cái, rồi nhấn cái thứ hai giữ cho còi kêu píp một cái. Ok. Đó, như vậy là chúng ta đã tắt tiếng. Bây giờ chúng ta bấm, tiếng sẽ mất. Đó, tiếng không có nữa. Được chưa?
và chúng ta cũng muốn kiểm tra lại, tiếp tục làm thêm một lần nữa như sau, cũng lại nhấn vô. Rồi xong nhấn giữ luôn. Còi kêu. Mở tiếng. Ok. Đó, như vậy là xe lại có tiếng lại, hệ thống báo kiểm tra tiếng lại có lại. Ok chưa? Đó. Anh em thấy đơn giản không? Rồi, còn đối với SCU của Yamaha của thằng SCU của thằng hai rác này thì cũng tương tự như vậy, chúng ta cắm vô đây. Đó, khi mà cắm vô đây mà đèn nó sáng luôn thì có nghĩa là cái chìa đang ở gần ha, cái chìa đang ở gần. Rồi chúng ta tắt chìa này. Đó, nó cũng sẽ tự lốc. Đó, chúng ta mở khóa không được. Chúng ta mở khóa on lên. Rồi chúng ta nhấn vô. Bật khóa. Được chưa? Xe có điện, chốt tử hoạt động, đèn báo khóa đang nhấp nháy 5 cái, biểu hiện cho cái này đang yếu pin. Đúng chưa? Thì bây giờ các bạn để ý này, tắt khóa, chúng ta nhấn vô này, tức là lốc, giữa cái lốc và cái mở nó không có tiếng kêu. Rồi cách cài đặt như sau này, cũng hướng dẫn anh em nhiều rồi này. Chuyển về màu đỏ. Nhấn nhanh, 1 2. Rồi mở lên on. Bắt đầu còi kêu. À, tôi xin lỗi các bạn nhé. Tại vì lấy rồi nó quên đây. Dòng SCU này nó có một rắc thôi. Nó có một rắc thôi. Đây là rắc kèn nó nằm bên này cơ. Rắc kèn với rắc xi nhan nó nằm bên này, cho nên là nó chỉ là cái dây phụ, cho nên là nó không quan trọng, cho nên là chúng ta không cần phải lãng phí mua thêm cái rắc đó nữa. Chứ nếu chúng ta mà mua thêm cái rắc này nữa thì nó sẽ tăng chi phí của cái hộp này lên. Cho nên chúng ta không cần sử dụng, không cần thiết ha. Đó. Thì đối với cái con SCU đời 2 đời này thì nó có thêm một chức năng là kiểm tra cái mạch đề. Đây các bạn quan sát này. Nhấn vô, mở khóa. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn muốn biết được con SCU này có điều khiển mạch đề trên xe hay không thì chúng ta nhìn đây. Cái tín hiệu này tương tự như một con ECM nha. Bởi vì con SCU này sẽ cấp điện dương về cái tín hiệu đề này, thì có nghĩa đây là cái con ECM đó. Rồi chúng ta nhấn đề này. Đó. Thì chúng ta thấy đèn sáng không? Đó. Được chưa? Thì có nghĩa là chúng ta biết được là cái tín hiệu mà giữa cái công tắc đánh lửa, tức là giữa nút đề với con SCU nó hoạt động ok. Thì khi SCU hoạt động ok rồi thì cái tín hiệu ECM này nó mới nhận được tín hiệu nguồn điện từ con SCU đến con ECM để đề. Đó. Thì từ cái đoạn này đi ra từ cái đoạn này đi ra cốc đề thì đây là con ECM nhá. Các bạn cứ hiểu đây là ECM, tức là con SCU này đưa điện đến ECM, thì tôi ghi tắt ở đây là mạch đề đó. Được chưa? Thì nó giúp anh em kiểm tra được hai phần đó. Rồi, các bạn thấy nó hay không? Rồi, đó. Còn hứa với 20 anh em thì tôi đã gửi cho 2 người rồi nha. Còn cái này ngày mai lại gửi tiếp cho những anh em đã đăng ký rồi. Ngồi uống nước lọc anh em ơi. Còn ông này là ông tiền điên nha, không có gọi ông điện cũng được. Tiền đâu mà đứng dậy đánh. Mà chuẩn luôn điện thoại bay không triệt phát nào. Rồi đấu đi, đấu dây đi. À, nếu anh em mà kiên trì thì ngồi thêm nửa tiếng nữa, mình sẽ hướng dẫn anh em câu dây một xíu này nha. Anh em nào kiên trì thì ngồi xem nha, còn anh em nào không kiên trì thì có thể đi ngủ nha. Rồi đây các bạn quan sát nha. Anh em lưu ý nè. Đây, cái bộ này xong rồi ha, cất đi nè. Rồi cái này xong rồi nha. Đó. Không, cái này gửi cho mấy ông mua cùng máy đọc lỗi. Sản phẩm này ngày mai sẽ đến tay các bạn. Ai nhanh tay cứ giành giật. Chụp hình nào. Ê. Tác phẩm một đêm được đúng một cái đấy nha các bạn. Mai lấy làm hình nền này. Đây, đầu tiên ở đây chúng ta sẽ xác định như thế này ha. Em cũng làm theo đi ha. Ừ.
Nói chung là chi phí để làm xong một cái bộ này nó rơi vào khoảng 500-600 ngàn nha mọi người. Đó là mọi người tự làm á. Còn tôi làm tôi ship về cho mọi người luôn là phải tầm 800 nha. Phải có 200 ngàn tiền uống sữa cho con, sữa uống sữa chứ các bạn. 200 ngàn một đêm không bỏ cơm nữa. Đây, thì các bạn nhìn ra này. Khi chúng ta mua rác này thì chúng ta sẽ mua 3 rác này. Đó, 3 rác này nó khoảng 400 ngàn á. Đây, chúng ta để ý nè. Lựa những cái dây nào liên quan đến này thôi. Lựa những cái dây nào liên quan đến hệ thống khóa thôi, còn những cái dây nào không liên quan bỏ ha. Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ này đây. Trên xe AB này. Dây chốt từ quan trọng này. Dây nguồn trước khóa quan trọng này, dây nguồn sau khóa quan trọng này. Dây để mở dây để thêm chìa quan trọng này. Dây để đánh thức cái vấn đề mà điều khiển nút đề này quan trọng này, dây gọi là dây tốt thắng đấy, quan trọng này. Này dây công tắc đánh thức là dây mát từ nút đề xuống quan trọng này. Mát sườn quan trọng này, đó. Thì đèn báo khóa này, dây này dây ra ECM đề này. Đó, dây này dây chốt từ luôn này. Thì bây giờ ở đây có hai dây này, hai dây ID. Các bạn không dùng. Rồi, kéo đâu. Rồi, chúng ta mất 10.000. Rồi ok. Đó là AB ha. Còn trên dòng da này, dòng da này thì này, xi nhan này quan trọng này. À xi nhan dùng một dây thôi. Rồi. Chống nghiêng này, calai này, bỏ ha. Đó. Dây này dây sau khóa quan trọng này. Dây này dây kèn quan trọng này. Xi nhan này, xi nhan dùng một cộng thôi, bỏ luôn đi. Đó. Rồi. Dây chốt từ, dây đánh thức, dây mát sườn. Dây nguồn sau khóa, dây nguồn trực tiếp từ bình. Đó. Dây đèn báo smart key đó. Được chưa? Rất là đơn giản thôi mà, anh em cố gắng là chúng ta làm được thôi à, đơn giản lắm. Rồi. Không biết đơn giản không chứ ông này là ông cái gãi đầu nãy giờ đó. Mỗi tối đào tạo cho một lính cựu đấy. Rồi còn đối với SH này thì số 5 bỏ nè, số 9 bỏ nè, 11 bỏ luôn đi. Đó. Ba sữa đó mẹ. Thôi rút ra loét á, toét hết. Hả? Rút được nhưng mà toét á. Rồi số 10 dùng nè, số 7 dùng nè. Ok. Đó. Xi nhan dùng nè. Nguồn trực tiếp bình dùng này, lửa kèn bỏ. Đó, một dây là dùng để chúng ta mở khóa khẩn cấp, một dây để cài đặt thêm chìa. Dây mát sườn. Dây đánh thức, nút đề đánh thức, dây công tắc đánh thức ấy, gọi nút đề giống như dây nút đề đó. Hai dây điều khiển chốt từ xoay này. Đó. Cái bài học này cũng giống như tương tự bài smart key đó các bạn. Các bạn mà thuộc được cái này trên xe y chang vậy thôi ha. Đó. Cái này là mát kèn. Còn cái lửa kèn bỏ, lửa kèn lấy lửa bình được. Rồi. Xong. Đó, bây giờ tôi sẽ làm sao các bạn quan sát này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị hai dây nguồn. Hai dây nguồn. Đó. Hai cái kẹp. Xi nhan xài màu gì đây? Xi nhan màu nào cũng được em. Bắt đầu đi nha. Màu nào cũng được hết. Chuẩn bị cái nguồn trước, nguồn cái kẹp bình trước. Các bạn thấy tôi khổ không? Nhưng mà thực ra là đam mê thôi. Không phải khổ đâu, đam mê thôi. Ngày cày không đủ, tranh thủ cày đêm nha. Hết tiền trả nợ rồi. Hôm nay có ông nào xúi tôi mua miếng đất bên cạnh á. Dáng phải cày này, cày vay ngân hàng mua này, cả lớp này. Các bạn này. Khổ lắm các bác ơi, nhà em khổ lắm. Chì đâu hết rồi nhỉ? Ui, ông tiền ông quấn này, dữ vậy. Con một nó, quấn một nó là làm gì? Đây đây này. Thế mai lấy gì thua đồng hồ? Đây, dưới này còn đống này. Anh phải đến lại anh. Còn tí nữa. Mai lấy thôi, tôi chụp cái đồng hồ lấy cái hai cái.
Lính của Tiến Bình Dương mà không làm được cái này giang hồ cười chết đấy nha. Đây, mát, lửa, được chưa? Mát lửa này, rồi. Mẹ lên kia lấy ba cái hộp. Anh em nào mua rác thì bảo tôi lấy cho nhá, nhưng mà anh em tập trung mua đông, mua số lượng cho nó rẻ. Cái hộp này không hộp màn hình đấy. Lộ keo đâu rồi? Keo gì đấy? 52 đâu? Anh vừa cất của thằng Hải đâu? Đâu rồi? Anh vừa cất thằng Hải đâu? Đi ăn nhá. Đầu khoan đâu ta? Con dao khoan. Khoan cái này nhá. Cái này nhiều anh em hỏi lấy ở đâu, mua ở đâu. Xin thưa với các bạn là cái này á, ra ngoài chợ, à xin lỗi, ra ngoài tiệm mà vật liệu xây dựng á, mà chuyên bán đồ điện á, hộp này là hộp điện âm tường nha mấy anh. Mấy anh hôm nay hỏi mua thầy gửi về làm gì cho mất công. Nghĩ sao bảo thầy gửi về? Ở đâu chả có. Đó, khoan nó. Rồi nhét dây điện vô. Còn mấy cái này á, đây là mấy cái bóng này. Các anh đi ra ngoài tiệm quảng cáo á, mua nha. Ở tiệm quảng cáo á, có mà đầy. Xanh đỏ tím vàng nhiều nha. Chỉ cho các anh làm luôn, các anh không làm được nữa thôi nhé. Nha. Tưởng khó nhưng mà khó không tưởng đâu đó. Rồi các bạn nhìn nè, bắt đầu tôi đi dây này. Rồi thứ nhất vào đây, đó luồn qua đây. Chúng ta sẽ dùng thêm 5 cộng dây, mỗi bên 5 cộng dây âm dương. Cái xi nhan là cấp lửa. Xi nhan là cấp lửa, còn lấy mát sẵn. Anh em nào tối nay mà kiên trì mà coi tôi làm xong cái này đi ngủ rồi. 12 giờ. Xem các bạn. Xem các bạn thấy này. Khổ hay là sướng? Đây chúng ta cắt này. Đó, ha. 5 đầu luôn đi. Rồi, 5 cộng 1 2 3 4 5. 5 cộng này á là mục đích chúng ta để làm gì? Làm cho 5 cộng âm, 5 cộng dương chia đều ra. Đây, 5 cộng ông, 5 cộng dương, tức là chúng ta trộm lại á. Đây, mục đích của chúng ta là chúng ta trộm lại thành 1 cộng. Đó, có nghĩa là 1 cộng dương nó sẽ chia được ra 5 cộng. 1 cộng dương bình nó sẽ chia được ra 5 cộng như thế này. Ha. Đây là giải thích như này cho anh em hiểu này. Tôi lấy ví dụ này, chúng ta nhìn vào đây nha. Xi nhan thì sẽ chờ âm. Tín hiệu ID chờ âm. Tín hiệu nút đề chờ âm. Tín hiệu nút đề chờ âm luôn. Nguồn mở khóa chờ âm luôn. Đó thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 5 dây âm. Thì chúng ta sẽ chia đây. 1, 2, 4, 5. Đó, 5. Rồi, đưa dây âm. Tức là mát á. Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta chọn ra ở cái rác này, nguồn trực tiếp chân số 2, nguồn trực tiếp chân 12, nguồn trực tiếp chân 33. Chúng ta sẽ nhặt ra 3 dây này cho tôi, hiểu chưa Minh Tiền? Đây các bạn nhớ chưa, nhặt ra 3 dây này, cầu đây
Đó. Nhờ chúng ta cho đây. Tiền ở đâu? Tiền trên trời ấy. Tiền ở đây ấy, ở trời đâu có rơi. À. Đó, chúng ta sẽ trộn lại tất cả 5 giây lại với nhau. Đó. Ôi chết rồi. Cái dây, dây đen này là mát, tôi xin lỗi. Đây, dây dương. Nhiều khi vừa giảng vừa làm á, nên là phải có lúc sai, tàu quả nhập ma các bạn nhé. Thông cảm nhé. Đó, bắt đầu chúng ta quấn băng keo cũng là da chân số mấy nhỉ? Của da chân 12 em. Nguồn á, nguồn dương á là chân 12. Rồi, đó như vậy thì chúng ta đã có được 5 dây nguồn dương. Đó, 5 dây nguồn dương. Tiếp theo là 5 nguồn dây nguồn âm. Chúng ta hiểu không nhỉ? Anh em hiểu không nhỉ? Không biết hiểu không mà hơn 100 người mà giờ còn có 100 người. Ngủ hết rồi. Thành công là không bao trên con đường thành công là không bao giờ có dấu chân của kẻ lười biếng. 125 nguồn rồi. Rồi, đến tiếp theo mát sườn này. Còn anh em nào mà không muốn làm cái này thì cứ vứt ra 800 nhá, cứ lem 800 vào mặt Tiến làm cho luôn nhá. Cái này chân số 3 chưa? Hử? Đây là nguồn này. Nguồn sau á, à nguồn nó nguồn mở khóa, khi nào mở khóa là nguồn số 3. Còn bây giờ mình xài nguồn là mình xài nguồn là nguồn trực tiếp từ mình nhá, là dây 33, dây 12. Dây 33, dây 12 với dây số 2. Đúng rồi, số 2 đúng rồi. Đó, cho nên là các bạn cứ làm thế này giống như tôi này này. Làm các bạn mà làm xong cái là rồi xong luôn á, có nghĩa là gì? Nhớ luôn từng dây luôn nha. Rồi bây giờ tiếp theo số mát này. Chợ dây mát này, dây mát thì bao gồm này, chân 12 này, chân số 25 này, chân số 2 này, đây, của da là số 2 này. Mát này. Đó. Của AB là 12 này, của SH này là 25 này. Đó, anh em câu trộm lại. Cực kỳ đơn giản. Cứ thử làm đi anh em, làm xong là anh em ấy luôn á. Thuộc lòng cũng như lòng, thuộc lòng trong lòng bàn tay. Rồi, sau khi có đủ âm đủ dương, nhét vô đây. Đấu tiếp, nguyên trộm lại. Mát là mình trộm đúng là sao đây? Hả? IC lít đề từ, IC lít đề từ đúng không? 2,5 triệu. Có. Nay mấy cái dòng đắt lắm. Hôm nay mình mua con 2,6 triệu rồi. Mà kia này mọi nhóc ném đầu thôi. Còn một cuộn nữa đâu. Rồi. Đó, chúng ta đã có được nguồn âm, nguồn dương. Rồi tiếp theo khi có nguồn âm nguồn dương rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta mới đi tìm, chúng ta lọc những cái dây bao gồm này, đèn Schmecky này, đèn báo khóa này, đèn đề này, đèn sau khóa này, đèn chốt từ này. Đó, rồi hai công ba công tắc là sao nha. Không đơn giản đâu. Rồi, tiếp theo bấm đèn xi nhan đi. Xi nhan đúng không? Rồi xi nhan này, dây xanh. Dây nâu. Okay. Xi nhan thì chỉ có hai cái thôi. Rồi xi nhan à. Bởi vì xi nhan của AB với SH thôi à Vision à gì à, SH với lại của ấy thôi. SH với lại của da thôi. Đó, hai con là còn cái dòng AB là không dùng. Rồi, xi nhan thì chúng ta làm cái bóng đèn màu xanh cho nó đẹp. Đó, màu đèn màu xanh. Rồi. Thì xi nhan thì nó cấp dương. Rồi, cấp dương thì chúng ta sẽ lấy dây dương vào con SCO, còn dây âm vào mắt sườn. Đây màu gì đây? Hả? Đây màu gì đây? Cái gì? Chân số mấy nhỉ? À, dây nâu với lại dây xanh lợt. SH là... Đấy, em lấy dây cam cũng được. Cam cũng được. Ừ. Rồi, đó, được chưa? Chúng ta đã lấy hai dây từ con SCO ra vào bóng đèn. Và dây này dây ra mắt sườn. Ha, dây này ra mát sườn. Mát sườn thì đâu? Đây. Mát đây đúng không ạ? Rồi, chúng ta câu vào đây.
thịt này lấy cắt dây này giờ lấy dây sen không sao sao ừ. À, cứ dây xám hoặc à dây xanh dương hoặc dây nâu đây này đây ở dây nâu bỏ rồi là lấy thế này xin nhan đấy xin nhan xanh lờ cắt đúng rồi cắt đi mình biết thầy giúp dây khác mình cắt dây này đi thầy nói mình chọn bên đó chúng ta đã có được dây xi nhan này tôi test luôn cho anh em coi nè cắm bình vô đúng chưa cắm bình vô cắm SCO lên rồi bấm tìm xe rồi không thử bóng đèn này ở ngoài rồi bóng đèn này bị lỗi rồi chắc khi đâu luôn cầm dương á không lộn đâu mát đây này mát này mát là ra đây đúng này đó. À không phải các bạn ơi không phải đấu lộn đâu đây dây dương này à dây âm này chúng ta quên chúng ta chưa đấu vào cái bó dây sườn đây chúng ta chích dây âm ra đó xong phim rồi chúng ta test lại ha tin tên tin tên quà hay quá hay quá hay quá hay quá hay quá được chưa đó học trò của thầy Tiến là các bạn phải làm được cái điều này nhá tôi không mong gì hơn chỉ mong các bạn thành công thôi không cần mong các anh trả ơn chỉ mong các anh kiếm được thật nhiều tiền nuôi gia đình là vui rồi bấm ơi bấm nha nào để coi xem là tác phẩm của bạn kia xem được chưa nha kẹp điện mình thôi chưa ten ten không có điện ten 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 không có điện rồi em đấu sai rồi thì đúng rồi đúng em kiểm tra đi này giờ mót đây đó các bạn thấy không rất là cực đúng không ạ nhưng mà cực nhưng mà vui dáng làm đi đổ mồ hôi dáng đó các bạn thấy không đang bị vật đó rồi sau khi đấu xi nhan xong ta đấu tiếp các dây khác nè bây giờ dây xi nhan xong rồi bây giờ ta đấu cái dây này là dây đèn báo Shimaki ha rồi chân số 10 nè đèn báo Shimaki dây số 10 trắng đỏ em thử cái đèn sang đây đó, em qua đợi bóng đèn đây Shimaki nè chân số 7 của AB nè đó chúng ta lại có được 3 dây đèn Shimaki rồi đó thì 3 dây này chúng ta lại câu vào bóng đèn vàng đấy cho nó giống trên xe cái này em kêu 3 lần nữa nhé rồi rồi đèn sáng dần đèn vàng nha các bạn này đèn vàng này đó đèn vàng này thấy không đó rồi, ok à, thì đây là dương dương thì chúng ta cho vào dương bình mát chúng ta cho vào SCU luồn qua lỗ tránh để quên rồi mát SCU trên con đường thành công là không có dấu chân của mấy thằng lười biếng nha đó rồi cái này anh em cho vào dương được chưa ủa lấy giờ quay đi đâu trời đây đó Shimaki nè dây số 10 này dây số 7 này dây số 10 này hai cái 10 một cái 7 rồi bây giờ dương nguồn dương thì đây nguồn dương trực tiếp này đó rồi dây bình cái này có luôn dây rồi nhỉ xi nhan này không có thôi xi nhan có mà em lấy dây nào xi nhan nào cũng được đây. Dây xi nhan đang cắm lộn kìa
Ừ, đúng. Ủa, dây xi nhan con. Em đúng âm dương chưa? Đúng âm dương rồi. Về mắt sườn này em đấu rồi chưa? Đấu rồi. Đấu đâu đâu? Đây. Sao luôn cái dây này không? Không biết. À, lên rồi. Lên chưa? Ôi chà. Nhưng mà sao lại đấu đèn vàng? Lên luôn. Đấu Shimeki đèn vàng là đèn báo lỗi. Rồi, chúng ta đã có được cái đèn báo Shimeki này. À, thì muốn đèn Shimeki hoạt động thì phải có cái dây chốt từ. À, cái công tắc đánh thức. Đây công tắc đánh thức. Rồi công tắc đánh thức, công tắc đánh thức. Rồi SH nó là chân 26. Này. Của da nó là dây. Chân 11. Đây. Đó. Công tắc đánh thức của thằng AB là chân số 7, số 6. 11, 12, số 6 này. 26. Rồi, chúng ta lựa tiếp 3 giây này. Đó, công tắc đánh thức. Gọi là dây kích để chân đúng hoạt động á. Bè. Kích chân đúng hoạt động ha. Rồi chúng ta dây này chúng ta câu dài tí, bởi vì dây này là vào công tắc. Cho nên là chúng ta câu trụm ở đây lại ra một đầu dây. Đã đi đến đâu rồi? Chưa xong. Đó, rồi chúng ta có được một dây này. Khi chúng ta có dây này rồi thì còn dây còn lại là đây, là mát. Mát công tắc đánh thức. Thì cái mát công tắc đánh thức này chúng ta sẽ câu vào cái công tắc nhấn nhả nha. Nhớ là công tắc nhấn nhả nha, chứ đừng công tắc nhấn luôn. Công tắc nhấn luôn là mệt đó. Gọi là nút đề đó nha, cái này giống nút đề đó. Các bạn nhìn này, tôi cắm con SCU vô này. Đèn báo xin mắt cây sáng này, thấy không? Rồi tôi kích vô cái này, đèn tắt này. Đó, thấy không? Kích vô cái đèn sáng này. Đó, kích vô một lần thôi. Ok chưa? Đèn sáng, kích vô đèn tắt này. Ok ha. Thì cái này chúng ta sẽ sử dụng cái công tắc này này. Công tắc này như cái nút đề á ha. Anh em nhấn nhả ha. Ôi, buồn ngủ thế nhỉ. Đau hết cả lưng chứ. Tám mươi chín anh đam mê. Đó, chúng ta làm đúng như vậy thì nó từng bước một đơn giản lắm. Rồi bây giờ chúng ta đi lấy cái nắp. Đưa cái nắp kia cho thầy. Đó, đúng rồi, nắp nặng được. Chúng ta sẽ lấy hộp nhựa, chúng ta khoan ra những cái lỗ như vậy ha. Chúng ta dán cái thương hiệu của chúng ta lên ha. Chiều này ha, đẹp không? Cái gì? Nên làm gì tiếp đi? Xong xin nhan này. Xin nhan rồi. Đèn báo Shimeki. Đèn báo Shimeki thì chân số 10. Hai cái số 10. Đó. Đèn báo có mắt.
đẹp như gái 18. Cái giá không vậy ạ? Cái giá không vậy ạ? Mình nói rồi anh em nha, cái này mình không có kinh doanh buôn bán gì đâu. Anh em nào cần hỗ trợ thì mình làm giúp anh em đó. Còn anh em nào mà muốn tự làm á, thì chúng ta mua linh kiện về làm, tôi đã hướng dẫn anh em chi tiết rồi nhá. Việc của anh em là chỉ việc làm theo thôi, nghe chưa? Mà nó có cái đặc biệt này này, khi các bạn làm được cái này rồi thì nó giống như các bạn học á, nghe không? À, giống như bạn đang học rồi đó. Tôi mới có 2 tối thôi, bình thường tôi không có nhớ từng màu dây đâu, nhưng mà sau 2 tối như thế này là tôi nhớ hết các màu dây đi đâu về đâu, làm gì tôi nhớ luôn. Còn thường thường là phải mở tài liệu anh em nhé. Đầu chúng ta làm nhiều việc lắm, không phải là để suốt ngày nhớ mấy cái. Chân cho bao nhiêu đây? Mấy kho đâu. Rồi, làm chuyên nghiệp lên. Đó. Có đồ chơi luôn ha. Ừ. Đây hả? Qua tài liệu đi. Cực kỳ kỹ luôn. À, bây giờ chúng ta quét lỗ. Chân số 7. Cái này bạn kia bạn nó khoan lỗ hơi bị xéo. Thôi đồ nhà làm mà, vậy thôi. Thành công là không có dấu chân của anh em người viếng nha. Có mấy đại ca đi ngủ sao, còn 90 anh em. Chết cha, cái lỗ này ấy rồi, mới khoan có một lỗ rồi. Mẫu ông nội. Nguồn trực tiếp nha. Nguồn trực tiếp không? Cái gì đấy? Xem mắt cây á? Xem mắt cây là lửa. Đèn bắp khoa. Cái này là nhá gì ta? Cái này là nhá gì đây? Em biết đang cắm. À không, đang chết trà. Đang chạm. Đèn báo khóa là một dây ôm nguồn trực tiếp không? Ừ, đèn báo khóa là nguồn dương. Dương trực tiếp. Rồi, chúng ta đã có được cái nó rồi, cái này phải thêm một lỗ nữa anh em ạ. Cái này phải thêm một lỗ nữa này. Chúng mới đi ngủ hết à. Thời thế cho ta. Nhân biết ra rằng khi xa cơ không còn ai. Thực ra anh em làm được cái này rồi á thì tác dụng để giúp anh em là chúng ta làm chìa khóa không cần xe là một này. Thứ hai là để chúng ta kiểm tra mấy cái mạch rất là dễ. Quá lỏng quá. Hả? Keo năm này. Keo bên em chứ.
hết bố bóng đèn đỏ nè. Đẹp ngay. Xong rồi mở khóa. Đẹp liền. Đến nguồn khi mở khóa. Smoky. Nguồn khi mở khóa màu đỏ luôn này. Này cho cái màu xanh đi. Nguồn khi mở khóa màu đỏ luôn này. Nhưng mà màu đỏ luôn. Nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay. Một lần này nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn. Em mang khóa 17 đây đúng không? 19. Nhìn 19. Ốc 19 á. Ốc 19 á. Sáng lên. Đẹp quá. Xong. À, bây giờ chúng ta chỉ việc lắp ráp thôi. Còn những 80 anh em rất là đam mê nghề ha. Được á, tôi yêu các bạn ạ. Các bạn rất là hay. Xin nhàn vô đây. Keo đâu? Đèn Smoky. Ông Vinh à, đi ngủ đi ông Vinh à. Chào Giang nhá. Mai lên đây cà phê nha Giang Châu. Mai đây cà phê nha anh Giang. Tôi xin cảm ơn người. Hay chưa? Đã cho tôi bao mộng ước. Rồi bây giờ chúng ta đang làm dở cái nhấn nhả này. Tôi xin cảm ơn người. Đưa đây cái màn. Cầm mạnh lên đi, dập làm sao được. Ngon. Rồi, chúng ta test luôn. Ủa, đúng dây chưa ta? Đúng rồi mày. Bây giờ mót đâu nhỉ? À, chưa kẹp bình, xin lỗi mọi người. À, tưng tưng. Từng từng anh mừng. Hàng của anh mừng em gửi rồi nhá. Máy xúc rửa kim phun 4 triệu em ơi. Vâng, cảm ơn Hùng Công, đúng rồi, xem cho hết đi chứ không mất công phí công của mình đúng không? $800k một cái anh Nghiệp Đức nhá. Làm này phê lắm. Mua linh kiện.
Mua linh kiện thì ra ngoài chỗ chợ điện tử á, mua mấy cái công tắc với mấy cái bóng đèn, còn cái phần rắc thì anh em cần thì mình sẽ gửi cho anh em nha. Bộ rắc khoảng 300 mấy 400 á, gồm 3 dây nha. Của Lê Bên Thùy à? Của Lê Bên Thùy chưa có đâu, từ từ đi, từng người một. Thầy ưu tiên anh nào đăng ký trước mà. Lê Bên gì mai gọi điện đến ta làm cho. Đây là Lê Bên Thùy này, thằng này nó kêu là ngoan đi mai làm cho này. Mai mai làm gì đó. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái phần này. Ok. Tiếp theo này, đến cái chi ta? Tiếp theo đó là cái nhá. Cái công tắc mở ID. Cái công tắc mở ID này thì chúng ta chỉ hỗ trợ cho thằng ấy thôi, thằng SH thôi. Này. Đó, đi công tắc mở khóa thôi. Công tắc mở khóa thôi. Chân số mấy đi? Chân số 15. Tín hiệu mở khóa âm mở khẩn cấp ấy nhỉ. Mở khẩn cấp bằng ID á. Mở khẩn cấp. Chân số 15. Bạn nào mà xem xong cái này mà mai mà làm được là đăng lên cho mình coi nhá. Chân số 15 này. 15. 15 là mở bằng khẩn cấp ID đây. Đúng rồi, chính xác. Đây. Cấp mát. Cấp mát thì bên mình phải hàn mua lửa. Vô mát. Vô mát. Vô mát. Lấy mát là quên. Rồi, dây tiếp theo của công tắc là mát sườn. Chào Cương Vũ, chào anh Giáp Anh nha. Giáp Anh ơi cứ bình tĩnh nha. Khi nào làm xong thì có gì em alo, làm xong thì thông báo cho. Chứ cái này là làm hỗ trợ anh em từng anh em một, chứ cái này không làm dồn dập được. Đã nhiều mình lắm. Đã mình cắt à? Không không. Thầy đang đấu cả lưng. Không may chắc khiến cái bàn vô lại. Mày để mập như con lợn. Đã là dài bao nhiêu cân? 80 rồi. Đó, chúng ta đã có được cái công tắc ID này. Rồi, ok. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có cái nguồn mở khóa đăng nhập, tức là cái thêm chìa này. Đó, thêm chìa này. Thêm chìa thì có của Honda thôi nha, còn da thì không cần. Da nó làm trực tiếp bằng nút đề rồi. Nó mãi nó chuyện luôn này. Cái này thì chúng ta cho nguồn dương nhá. Dây mà dây để chúng ta làm chìa. Làm chìa là cho nguồn dương. Báo vợ đây, đêm nay anh không về. Đây.
Đó, lấy nguồn dương bình nha. Cái dây thêm chìa cho ta cho nguồn dương bình. Cái mô hình này thực ra nó có những cái mà làm được hơn cả máy đấy các bạn nhá. Có những cái trường hợp như thế này, chúng ta dùng mã để chúng ta dùng máy để chúng ta đăng nhập mã nó không nhận nha. Mà dùng bằng cái này nó nhận liền nha các bạn nha. Hơi toi rồi được ơi, pin yếu rồi. Hoàng Quân, sư phụ chưa gửi được nha. Cái này phải gặp bà xã thầy chứ còn thầy mấy ngày thầy không cầm điện thoại. Chào Thắng nha. Thắng dòm lê dòm Thắng không biết gì hết ạ. Gọi đại đi. Tối hôm nay không xong 2 bộ, 3 bộ không ngủ. Rồi, chúng ta đã xong được cái phần công tắc làm chìa. Cái phần tiếp theo là chúng ta lấy nguồn bình à, nguồn sau khóa sau khi mở khóa nha. Chân số 7 này. Chân số 3 này. Và chân số 9. Công tắc nhấn nhả lấy mát đúng không? Rồi cái nguồn này nè, cái nguồn ba dây nguồn sau khóa này là chúng ta sẽ đưa vào cái núm khi mà chúng ta mở khóa lên. Núm mở khóa là lấy dây núm mở là một dây trước bình dây sau bình sao một dây trước bình dây trước bình à dây ở dây trước bình dây đi ra đó dây đi ra là dây vào trong con SCU vào trong cái bóng đèn này này bóng đèn mở khóa này. Thêm chìa là dây gì thầy nhỉ? Thêm chìa là một dây đen sọc xanh. Không. Chân 18 á. Chân 18 của SH thôi. SH thôi. À, muốn kiểm tra được dây đề ha, muốn kiểm tra được dây đề thì đây là dây xanh biển sọc vàng này. À dây vàng sọc xanh lá này, dây này là dây từ khi mà các bạn dây ra bóng đèn đề này, còn cái dây mà dây xanh lá sọc vàng này. Đây là dây này là dây cấp điện nguồn khi các bạn mở khóa. À, là dây tốc thắng đấy. Thì tôi phải câu chung vào dây này. Dây thêm chìa là lấy mát không?
thêm chìa lấy dương. Đây là dây nguồn bình, nguồn sau khi mở khóa lên, gọi là nguồn trước khóa đấy mọi người nha, nguồn trước khóa. Đây tín hiệu đề. Ô chà chà, đau cái lưng. Nước uống của mình đâu ra? Không báo đi mình tắt. Đi mình tắt. Ba chả, phê quá. Này là cái tín hiệu chốt, à tín hiệu ấy này. Tín hiệu mở khóa với tín hiệu đề là đều là mát sườn hết. Mát này, chúng ta lựa dây mát sườn, đây dây dương, đây mát sườn đây. Cái nấm mở khóa này mà. Nấm mở khóa có nghĩa là đơn giản nó là một cái ổ khóa bình thường á. Tức là nguồn trực tiếp từ bình vào với lại nguồn đi ra, mở khóa lên nó ra bóng đèn. Nguồn sau khóa rồi. Đây là dây đề nha, thêm dây đề này, dây đề và bóng đèn đề này. Dây vàng sọc xanh lá là dây tín hiệu dương 5V. 5V đến 12V là dây đề từ trong con SCU đến con ECM nha mọi người. Cái bóng đèn này được ví như con ECM ấy. Mở khóa. Tắt khóa, mở khóa. Có phải cái nguồn
cái nguồn khi mở khóa với cái nút khóa là đi chung đúng không? Xong cái bóng đèn này có vấn đề rồi. Ồ, chàng ơi. Bóng đèn muốn xài bền các bạn phải đi qua một con điện trở nha. Tôi xin cảm ơn người. Đó, đó chúng ta mở khóa lên đấy. Mở khóa, bấm đề. Ồ má ơi. Cái rắc cài chìa đang cài các bạn. À, mở khóa nè. Ha. À, kích nè, mở khóa nè. Bật núm nè. Kiểm tra đề nè. Thiếu dây gì rồi? Đề là cấp dương. Lại đứt bóng nữa. Mấy cái bóng xanh này bị lỗi gì không tiền ạ? Chán quá cái bóng đèn này. Giữ cái này không? À. Tắm. Chụp chặt kỹ thuật đi đấy.
Hàn nóng quá, công tắc thưa. Thì ra ban bệnh nó nằm ở đây. Đó, là mô hình của bị vật đấy các mọi người. Nè, nó bị xúc cái mối hàn này, phê như con tê tê luôn đấy. Ai báo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm đấy. Tín hiệu đề chỉ có AB thôi. Ừ. Tín hiệu đề. Trên số 7. Tín hiệu đèn báo khóa, tín hiệu từ nút D, mắt từ nút D. Ừ, ăn ngay. Oxy hóa dây. Ồ, ngon liền. Đó, kiểm tra tín hiệu đề đấy mọi người. Tại sao các anh cứ quan tâm cái việc để tiền đâu cho hết nhỉ? Cái quan trọng là làm gì để kiếm nhiều tiền đây này. Chứ còn tiền để đâu cho hết, thiếu gì chỗ để tiền. Chán ông Hoàng Đình Hiếu quá. Ông cẩn thận, tôi về tận Tân Uyên, tôi bắt ông á. Tín hiệu đề là lên thẳng bóng đèn, là cái dây vàng vàng xanh á, vàng xanh là lên đề, vàng xanh là lên bóng đèn đề, vàng 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 xanh á, còn cái xanh xanh vàng là xanh vàng nguồn sau quá luôn. Wow, đau cái lưng quá mọi người ơi. Xanh vàng này. Ừ. Nguồn sau quá luôn. Ừ đúng rồi, đó cái tay phải, tay trái em đang cầm, cái tay trái đang cầm á. Ừ đúng rồi, cái là nguồn sau quá luôn. Gần như là ổn rồi anh em ạ. À cái này muốn tăng quá, còn cái dây này lên bóng đèn. Tăng. Cái dây này vùng nó sâu quá này, dây này lên bóng đèn đúng không? Sao chứ? Dây, đúng rồi, dây lên bóng đèn. Lên bóng đèn. Ừ. Dây này cốt nguồn sâu quá ok thôi. Ừ. Rồi, xong là phần đó rồi. Còn hai cái phần này nữa thôi mọi người. Một phần còi, còn một phần còi với lại hai phần cái đèn này nữa thôi. Cái đèn kích hoạt chữ từ thôi. Đây. Kèn này. Cái kèn thì bây giờ mình phải khoan một cái lỗ nhỏ nhỏ để cho nó có tiếng. Trời ơi, thức đêm mới biết đêm dài. Cho tí iMusic đi. À mà thôi, iMusic thì anh em nó nghe, nó không học được bài. Anh em thích nghe nhạc không? Anh Tiền mai qua phụ làm Ducati nhé. Mai qua phụ làm Ducati nha. Quá cứng như vậy. Gõ cửa trái tim van em. Đây là cái còi nha mọi người, cái còi á. Chỉ cần khoét lỗ thôi là nó kêu à. Cái kèn này nè, anh em lấy ở cái cục trước xi nhan ra nha.
Cái kèn này lấy là cục chớp xi nhan nha, nó có âm dương các mọi người, cục chớp xi nhan có nhiều lắm. Đó, cộng trừ này. Còi nha mọi người. Đó. Cái còi á. Mát còi này. Chúng ta lại quên nguồn sau khóa luôn. Hai dây mát còi. Nhạc nhẹ đêm khuya. Mở hồi cái ngủ luôn đó. Đó, cái mát kèn này, cái dây mát kèn này anh em nha. Thì chúng ta cho vào kèn này. Còn dây dương chúng ta lấy dương bình. Trọn đời thương nhau em đâu rồi, cái đây nhỉ, cái chì đâu ta, để cầm nó không, cục chì tôi trả bá đây. Sao mà đau lưng thế? Thì đã vâng, cầm đi cất này. Hả? Ai xài được cái này đi. Đây rồi, mình phải tiết kiệm chứ. Mát kèn này. Còn lửa kèn thì anh em lấy lửa bình nha. Thế là có kèn. Quá, wow, kèn ngay anh em ơi. Cái gì ạ? Ồ, kêu như trên xe này. Hay không mọi người? Lạt ọc đây, sung sướng gì đâu.
còn 2 giây tín hiệu chốt từ thôi mọi người. Đó. Thấy không? Này còn đúng 5 giây này. 2 giây chốt từ này. 2 giây chốt từ này, 1 giây chốt từ này. Đó, chúng ta cứ làm theo đúng thuần tự thì rất là đơn giản thôi. Hôm nay tôi còn uống một lon bia đó. Gin. À, của da cho gin. À, của da này. Của da là mát lại mát sườn nha. Dương là dương. Dương là SCU điều khiển nha. Chốt từ không? Chốt từ ạ. Cái gì? Lên xong máy lên á. Cái gì chứ? Chốt từ. À, chốt từ là đỏ sọc trắng chân số 8. Không mình chân số 8 rồi. Hử? Mình chân số 8 rồi. Ừ. Này trong mát rồi. Mát sườn. Cấp lửa. SCU điều khiển dương. hai chín ba hai thì tương ứng với 1 và 9, số chín tương ứng với mọi người nhìn trong tài liệu nhá, số một của AB tương ứng với 29 của SH. Đây 29 SH này. Số 1 này, rồi ok. Đó, còn dây còn lại là dây 32 với lại dây số 9 này. Đó. Rồi và vào lốt hai chân này nữa xong. Tín hiệu chốt từ là lấy từ dây nào đấy? Tín hiệu chốt từ. Tín hiệu chốt từ đây vào đây này. Hai dây đen hai dây nâu à. Khó nhất cái đó đó. Hai dây đen hai dây nâu. Ừ. Em lối hai dây nâu với hai dây đen trước đi. Cái dây ấy á, cái dây cái chân của SH á, chân của SH á. Ừ, là 29. 29. 29 nối với 29 nối với 1. 29 nối với 1 của AB. 29 nối với AB. Còn chân số 20. Hả? 29 này, 25 à. 26 nối với chân nào? 26 nối với công tắc đánh lửa chứ. 26 công tắc đánh lửa. Sản phẩm của tôi sắp hoàn thành rồi mọi người. Đắng cái lưng rồi. Hai chín với chân số một, ba hai với chân số chín. Ừ. Chín này, hơi đen này. Rồi như vậy là tớ đã xong. Cái loa nó xong rồi. Loa xong luôn rồi.
và câu 2, câu 2 giây cũng có tín hiệu luôn. Câu 2 giây cũng có tín hiệu luôn. Không hướng được luôn. Rồi, ok. Các bạn ơi, hàng của tôi đã xong. Đó, các bạn xem nhá. SH nè. Mở khóa. Ô chết cha, cái chốt từ chưa hoạt động. Lại có vấn đề gì vậy? Rồi xong. Lại trục trặc với cái điện trở rồi. Đấy, chùa lắm đấy chứ bị vật như tôi. Kèn của AB không có đúng không? Kèn á? Kèn AB không có. SH không? Sao rồi? Hả? Kèn SH không? Ừ. Thông báo với anh em là xong tiếp bộ nữa nha. Xin nhan, báo lỗi khóa, tín hiệu đề dành cho AB, SH, AB và Vision. À, khi các bạn bật on là để chúng ta nhập mã khẩn cấp. Khi các bạn bật on là để chúng ta thêm cài đặt chìa, copy chìa. Dây xanh này, dây kén này. Giờ đấu lại à? Đấu, dây xanh tay em đang cầm này. Đây à? Ừ, đúng rồi, dây đó là dây kén. Có được còn dây này? Dây đó là dây mát kén. Còn cái dây mà dây em cắt là dây lửa kén. Thì dây lửa kén em lấy qua trực tiếp bình đi.
quá chứ. Buồn ngủ nặng rồi mọi người ơi. Tiền phải chăm chỉ cày cuốc mới ra được. Trăm, 100 anh em về là tự làm được rồi đó. Dương kèn cho vào bình nhá, mát kèn này cho từ cái điều khiển ra. Để sau khóa sau kèn kêu. Cho trực tiếp chứ. Sao? Lại đẹp như gái 18. Thế là mình phải có được hai sản phẩm. Kiểm tra lại cái nữa coi. Ok. Ok. Ngon. Honda. Một rác Oker. Yamaha. Chết cha. Ngon lành rồi. Còn dư dây không, cái dây gì đây? Dư mấy dây? 1, 2, 3, 4. Ok rồi nha, của dao ok này. Cài đặt chìa. Ok, tắt chìa, tắt tiếng. Rồi, mở tiếng. Ok. Em nó đã có tiếng. Mở khóa khẩn cấp này, các bạn nhìn này, tắt. Rồi mở khóa khẩn cấp. Này, coi nha. Nhấn giữ. Một, thả. Hai,
3. Rồi, thả, đến lần thứ tư giữ luôn, nhập mã. 1, 2, thả. 1, 2, 3, 4, thả. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, nhân cái cuối cùng, chốt từ phải hoạt động. E nè, mở khóa. Hay quá. Thành công nha mọi người. Còn cái lý do đèn này chớp tắt thì các bạn đừng quan tâm, bởi vì do con ECU này này nó không kết nối được với ECM trên xe nên nó sẽ báo cái lỗi đó. Kệ nó đi. Thôi thử cái này coi. Tắt. Của mình làm xem thế nào. Nào, test của Minh Tiền coi. À, được 2 SCU, test tiếp cho con thứ 3 coi. Con thứ 3 là SHAB Vision. Khi chúng ta cắm vào đèn sáng luôn, có nghĩa là remote đang ở gần đây. Đó, remote à. Giờ rồi. Lock. Tắt. Rồi. Mở,